Chúng ta sẽ cùng quan sát những lời ghi chú của cô và các em hãy cùng thực hiện nhé. Người La Mã vẫn tự nhận họ là học trò của người Hy Lạp khi họ chiến thắng và chiếm đóng Hy Lạp vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. La Mã có những điểm tương đồng gì với Hy Lạp về điều kiện tự nhiên, lịch sử và văn hóa? Và cô nghĩ các em chúng ta hẳn đã từng nghe một câu nói như sau. Đây là một ngạn ngữ cổ. Mọi con đường đều đổ về Roma. Vinh quang thuộc về Hy Lạp và sự vĩ đại thuộc về La Mã. Vậy thì chúng ta hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình khám phá một trong những nhà nước hùng mạnh nhất thời cổ đại của nhân loại trong bài học ngày hôm nay. Bài 11, La Mã cổ đại. Mục tiêu bài học. Các con chúng ta đã thấy được 3 nội dung về mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất đó là nêu và nhận xét được tác động về điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh La Mã cổ đại. Mục tiêu thứ hai là chúng ta trình bày được tổ chức nhà nước đế chế La Mã. Và mục tiêu thứ ba, nêu được một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của La Mã. Nội dung bài học gồm có 3 phần chính. 1. Điều kiện tự nhiên. 2. Tổ chức nhà nước đế chế La Mã cổ đại. 3. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu. Cô mời các con đến với phần 1, điều kiện tự nhiên. Quan sát lược đồ La Mã cổ đại, đọc thông tin sách giáo khoa trang 58, em hãy gạch ra những từ khóa cơ bản về vị trí, địa hình của La Mã cổ đại. Trên đây là các em chúng ta đang quan sát lược đồ La Mã cổ đại. Các em hãy ghi nhớ phần chú giải nằm ở phía góc trái của lược đồ nhé. Cô mời các con cùng quan sát lược đồ La Mã cổ đại. Về vị trí, nơi phát sinh ban đầu của La Mã cổ đại chính là bán đảo Italia, có vùng đồng bằng màu mỡ ở thung lũng sông Tiber và đảo Sicily. Bán đảo Italia có hàng nghìn km đường bờ biển, nằm ở vị trí trung tâm Địa Trung Hải. Trong lòng đất chứa nhiều đồng, chì, sắt. Về tác động của vị trí địa lý đem lại cho kinh tế và con người, đó là thuận lợi cho tàu bè buôn bán, trồng trọt, chăn nuôi có điều kiện phát triển. Và nhờ vào những khoáng sản phong phú nằm ở dưới lòng đất đã giúp cho cư dân La Mã thuận lợi cho việc phát triển nghề luyện kim. Và đây chính là hình ảnh cảng biển gần thành phố Bombay, một cảng biển lớn và rất là sầm uất. Con hãy sử dụng những từ khóa vừa tìm được và hãy chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa điều kiện tự nhiên của Hy Lạp và La Mã cổ đại. Dưới đây là hai lược đồ của La Mã và của Hy Lạp. Cô mời các con cùng quan sát. Đây chính là sự phân tích của cô về giống nhau và khác nhau của La Mã và Hy Lạp cổ đại. Các con chúng ta cùng theo dõi nhé. Về giống nhau, xung quanh đều được biển bao bọc, bờ biển có nhiều vịnh, cảng nên thuận lợi để phát triển thương mại đường biển. Lòng đất có nhiều khoáng sản nên thuận lợi phát triển luyện kim. Bên cạnh đó thì giữa La Mã và Hy Lạp có những điểm khác nhau về địa hình như sau. La Mã cổ đại có nhiều đồng bằng rộng lớn nên trồng trọt và chăn nuôi có điều kiện phát triển. Còn Hy Lạp bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ hẹp, không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, trồng cây lương thực.
Với vị trí ở trung tâm Địa Trung Hải, La Mã không chỉ có thuận lợi trong tiến hành buôn bán với các vùng xung quanh Địa Trung Hải, mà còn dễ dàng chinh phục những vùng lãnh thổ mới và quản lý hiệu quả cả đế chế rộng lớn. Vì phần 1 La Mã là phần tự học, cho nên là chúng ta sẽ không có phần ghi bài đâu nha các con. Sau đây thì chúng ta qua cho cô phần 2, tổ chức nhà nước La Mã cổ đại. Mời các con quan sát lược đồ La Mã cổ đại. Và câu hỏi của cô như sau: xác định phạm vi lãnh thổ của La Mã cổ đại thời cực thịnh, tên thủ đô trên bản đồ. Khi mới thành lập, La Mã chỉ là một thành bang nhỏ bé ở miền trung bán đảo Italia. Cô đã giới hạn cho các con, đây chính là khu vực của La Mã cổ đại thời mới được thành lập, được cô tô bằng màu hồng. Các con chúng ta quan sát thật dễ dàng đúng không nào? Và dần dần thông qua chiến tranh thì lãnh thổ La Mã không ngừng được mở rộng và trở thành một đế chế rộng lớn. Vào đầu thế kỷ thứ 2, lãnh thổ của đế chế La Mã bao gồm toàn bộ vùng đất xung quanh Địa Trung Hải, vùng ven bờ Đại Tây Dương và quần đảo Anh. Chúng ta cùng quan sát hình ảnh màu vàng. Đây chính là cái khu vực được mở rộng vào thế kỷ thứ 2 của La Mã cổ đại. Và đây chính là cái thời kỳ mà La Mã cổ đại phát triển lên mức cực thịnh. Và thủ đô trên bản đồ đó chính là Roma. Đây là thủ đô của đế quốc La Mã. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các khái niệm được đề cập trong bài học nhé. Và khi cô giải thích cho các con khái niệm, đến nội dung nào có những cái khái niệm này thì các con chúng ta có thể dễ dàng hình dung và giải thích được. Đầu tiên đó chính là khái niệm Cộng hòa. Cộng hòa có nghĩa là quốc gia không có vua, người đứng đầu do công dân bình chọn. Về đế chế, đây là một khái niệm khá mới đối với các con. Đế chế có nghĩa là quốc gia có hoàng đế mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài. Ban đầu La Mã thiết lập hình thức nhà nước Cộng hòa không có vua. Mời các con chúng ta sẽ xem câu hỏi của cô là gì. Vậy thì hãy trình bày cho cô biết cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước của La Mã cổ đại thời Cộng hòa, và cho cô biết là cơ quan nào sẽ nắm quyền lực cao nhất của nhà nước La Mã cổ đại thời Cộng hòa. Và gợi ý của cô đã nằm ở trên tấm hình mà các con đã quan sát. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước của La Mã cổ đại thời Cộng hòa đó chính là nhà nước sẽ không có vua và cai trị dựa trên luật pháp, và mọi chức vụ phải được bầu ra. Và thực chất quyền lực nằm trong tay 300 thành viên của Viện Nguyên Lão, thuộc các gia đình giàu có nhất của giới chủ nô La Mã. Các con chúng ta sẽ cùng quan sát một trong những buổi họp của Viện Nguyên Lão dưới thời Cộng hòa. Đây chính là cơ quan nắm quyền lực cao nhất. Vậy thì quyền lực của Viện Nguyên Lão gồm có những gì? Đó chính là sẽ đề xuất ra luật. Và khi đất nước có biến cố thì sẽ quyết định là hòa bình hay là chiến tranh, và sẽ đề cử ra quan chấp chính. Đây chính là một quan cảnh được vẽ lại miêu tả về một thành viên đang diễn thuyết tại Viện Nguyên Lão. Và đến năm 27 trước công nguyên thì chế độ Cộng hòa của La Mã cổ đại đã bị sụp đổ, thay vào đó là một chế độ nhà nước mới,
Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem đó là chế độ gì. Ai là người thành lập đế chế La Mã cổ đại? Và cô cho các con câu trả lời. Mời các con cùng đọc một nhân vật lịch sử, Octavius Caesar Augustus. Đây chính là người đã đưa La Mã bước vào thời kỳ hoàng kim của quyền lực và thương mại ở Địa Trung Hải. Vào thời kỳ Octavius, Roma được xây dựng nguy nga, tráng lệ như lời tuyên bố của ông: ta đã nhận một Roma bằng gạch và để lại một Roma bằng cẩm thạch. Dựa vào sơ đồ, em hãy trình bày tổ chức nhà nước đế chế ở La Mã. Mời các con cùng quan sát sơ đồ tổ chức nhà nước đế chế ở La Mã trên slide của cô. Cơ cấu nhà nước vẫn duy trì như thời Cộng Hòa, nhưng hoàng đế sẽ thâu tóm tất cả quyền lực. Các con sẽ thấy hoàng đế đứng ở vị trí cao nhất trên cái hình tam giác này. Vị nguyên lão chỉ còn là hình thức, không còn quyền hành trong thời kỳ đế chế. Các con nhớ giùm cô, đó là tất cả quyền lực lúc bấy giờ sẽ đều tập trung vào tay của hoàng đế. Và ở đây cô có một câu hỏi cần các con phải suy luận. Đó là quan sát hai sơ đồ trên thì em hãy chỉ ra điểm khác nhau giữa nhà nước thành bang ở Hy Lạp và nhà nước đế chế ở La Mã. Bên tay trái đó chính là sơ đồ tổ chức nhà nước đế chế ở La Mã. Còn bên tay phải các con chúng ta quan sát đó chính là nhà nước thành bang ở Hy Lạp. Và một câu hỏi tiếp theo đó là tại sao nhà nước ở La Mã lại phát triển thành nhà nước đế chế, còn nhà nước ở Hy Lạp thì không? Muốn trả lời được câu hỏi này thì các con phải nắm lại những kiến thức của bài số 10, đó là Hy Lạp cổ đại. Và đây là câu trả lời của cô, các con cùng theo dõi nhé. Sự khác nhau của nhà nước thành bang Hy Lạp và nhà nước đế chế La Mã. Về cơ quan quyền lực cao nhất, ở Hy Lạp đó chính là Đại hội Nhân dân, còn La Mã, đấng tối cao, là quyền lực nằm trong tay một người như là hoàng đế. Về phạm vi lãnh thổ, mức độ dân chủ, ở Hy Lạp tiêu biểu cho chế độ dân chủ cổ đại, còn ở La Mã thì có xu hướng độc quyền, có nghĩa là quyền lực sẽ nằm trong tay của một vị hoàng đế mà thôi. Vậy thì tại sao nhà nước La Mã lại phát triển thành một nhà nước đế chế, trong khi các nhà nước thành bang ở Hy Lạp lại không có xu hướng như vậy? Để cai quản được lãnh thổ rộng lớn, bao trùm nhiều phần của cả ba châu lục Âu, Á, Phi mà các con đã quan sát lược đồ ở những slide trên, vào thời kỳ đế quốc La Mã cần một bộ máy nhà nước, trong đó quyền lực tập trung vào trong tay một người, đó là hoàng đế. Trong khi đó, các thành bang ở Hy Lạp lại chủ yếu phát triển kinh tế công thương nghiệp, buôn bán bằng đường biển ở các hải cảng sông Úc, nên không có xu hướng mở rộng lãnh thổ và hình thành nhà nước đế chế như ở La Mã. Đây chính là câu giải thích của cô cho việc La Mã lại phát triển thành một nhà nước đế chế, còn ở Hy Lạp thì lại không. Và sau đây đó chính là nội dung ghi bài của phần 2 tổ chức nhà nước La Mã cổ đại, gồm có 3 ý. Các con có thể bấm tạm dừng slide để chúng ta ghi bài vào trong tập. Về hướng dẫn học tập, các con chúng ta học bài đọc sách phần 3 La Mã bài 11 La Mã cổ đại. Và các con lưu ý cho cô, tuần 12 chúng ta sẽ có một bài kiểm tra thường xuyên
Và nội dung cô cũng đã có trình chiếu ở trên slide. Các con chúng ta cùng theo dõi và học bài cho thật tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con.